mặc dù Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã nhiều lần phản ánh về tình trạng đốt rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông tại điểm tập kết rác xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Thế nhưng đến nay, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong một ngày gần đây tại đường Lê Văn Lương, đoạn gần điểm tập kết rác xã Vĩnh Khúc. Khói bốc ra từ bãi rác Tây Đặc phát tán ra một khu vực dài hàng trăm mét, gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện giao thông đi qua đây, gây mất an toàn giao thông, nhất là trong thời gian này có nhiều xe chở vật liệu xây dựng chạy qua đây. Bây giờ em đi em chả nhìn thấy gì mà đi, em không dám đi lên đấy, mùi khó chịu, khó thở. Thì ngày nào cũng mùi như này đấy ạ. Điểm tập kết rác Vĩnh Khúc do huyện Văn Giang xây dựng để chứa rác của hai xã Vĩnh Khúc và Tân Tiến. Tại đây đang ứ đọng một lượng rác lớn và thường xuyên có tình trạng đốt rác tự phát. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên.